Trong lúc đàm phán chưa ngã ngũ, đạn pháo vẫn rền vang tại nhiều nơi ở Ukraine. Trên Twitter, ông Mykhailo Todorov, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết, lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi. Đó là đòi hỏi hòa bình, lệnh ngừng bắn ngay lập tức và rút toàn bộ quân Nga. Theo hãng tin Reuters, truyền thông Ukraine cho biết có hai vụ nổ lớn xảy ra ở thủ đô Kiev vào ngày 15 tháng 3. Còn các phóng viên của AFP kể đã nghe ít nhất 3 tiếng nổ lớn tại trung tâm thủ đô Kiev vào sáng sớm cùng ngày. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine thông tin các cuộc tấn công vào những khu dân cư ở Kiev đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng vào đầu ngày 15 tháng 3. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng tại Kiev từ 20 giờ ngày 15 tháng 3 tới 7 giờ sáng ngày 17 tháng 3. Trong khi đó, còi báo động không kích vang lên hàng ngày tại nhiều khu vực của Ukraine, trong đó có Odessa, Chernihiv, Cherkasy và Smyrna. Hôm 14 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga đã ra chỉ thị không tấn công ngay, lập tức vào các thành phố lớn của Ukraine, bởi vì làm vậy thương vong dân thường sẽ rất lớn. Ngày 15 tháng 3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết họ đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Kherson ở miền nam Ukraine. Phía Ukraine cho biết hơn 2.300 dân thường tại Mariupol đã thiệt mạng và 400.000 cư dân bị kẹt lại đây mà không có nước sinh hoạt, hệ thống sưởi và thiếu lương thực trong những ngày qua. Chính phủ Ba Lan cho biết các thủ tướng của Ba Lan, Czech và Slovenia ngày 15 tháng 3 đã lên đường tới Kiev để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Mục đích của chuyến thăm là khẳng định sự ủng hộ rõ ràng của toàn bộ EU với chủ quyền và độc lập của Ukraine, đồng thời cung cấp gói hỗ trợ lớn cho Ukraine. Chính phủ Ba Lan thông tin, ngày 14 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới phải hành động để ngăn chặn cơn bão đói kém và sự suy sụp của hệ thống lương thực toàn cầu theo sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ngay từ trước khi xảy ra xung đột này, các nước đang phát triển cũng đã chật vật phục hồi sau đại dịch Covid-19 với lạm phát kỷ lục, lãi suất tăng và gánh nặng nợ nần. Giờ đây, giỏ bánh mì của họ đang bị đánh bom, ông Guterres nói, nhắc tới việc Ukraine là nước cung cấp hơn một nửa nguồn cung lúa mì của chương trình lương thực thế giới. Trong khi đó, điện đàm với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares vào hôm 15 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh không muốn bị ảnh hưởng trong các biện pháp trừng phạt kinh tế mà phương Tây áp lên Nga. Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cũng bác thông tin từ Mỹ, nói Nga nhờ Bắc Kinh hỗ trợ thiết bị quân sự. Hôm 14 tháng 3, Liên minh châu Âu cho biết khối này đã thông qua gói biện pháp trừng phạt thứ tư của họ với Nga, tác động tới hơn 600 công dân Nga. Tại Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ phát biểu trước các thành viên Quốc hội Mỹ qua video vào ngày 16 tháng 3. Tuần trước, Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản viện trợ gần 14 tỷ đô la Mỹ